Rồi, thầy xin chào tất cả các bạn à, Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn Review 5 ha uh, Unit 13, 14, 15 Của Destination B1 các bạn Rồi, của Destination B1 Rồi Bây giờ chúng ta sẽ làm bài các bạn Thì một trong những Câu số 1 các bạn, một trong những Ở đây, các bạn dùng cho thầy uh, Chữ đờ nha Bởi vì khi mà chúng ta nói một trong những Các bạn, là Chúng ta gần như đã xác xác định được rồi các bạn. Rồi ở đây là đờ. Rồi một trong những cái gì đó, một trong những cái website à, cái mà rất thành công là eBay. Thì ở trong đây một số bạn sẽ hỏi thầy là tại sao chỗ này người ta dùng động từ số ít nè. Rồi tại sao? Bởi vì chủ ngữ chúng ta là một trong những cái bạn chứ không phải chủ ngữ chúng ta là từ website này nha. Rồi đây số nhiều, giờ đây số ít. À, không phải các bạn, chủ ngữ chính là one of Rồi, một trong những cái website thành công Trong những năm gần đây là ebay Thì trên ebay Người ta uh, lấy những cái Cái mà thuộc về họ ha Rồi, ở đây các bạn có cái từ belong các bạn Bạn sử dụng cho thầy tu nha Rồi, cái mà thuộc về họ uh, Sau đó Thì họ đưa ra bán các bạn Rồi, đưa ra bán Thì những người khác Uh, offer nè rồi một số lượng tiền thì ở công câu số 3 các bạn các phía sau nè các bạn có ở mau of money các bạn rồi ở mau of money và chúng ta có một cái cách nói số lượng các bạn là in ở mau of nha rồi ở đây in ở thỉnh thoảng thì các bạn sẽ thấy người ta sẽ thêm một cái chữ gì đó trước đây các bạn ví dụ như một số lượng lớn ví dụ như là a great amount of ha rồi và cái người à, cái người mà đề nghị cái tiền nhiều nhất nè sẽ chiến thắng được à, cái đồ này có nghĩa là mua được các bạn rồi câu số 4 ha và cái người cái người mà à, phía sau bạn thấy từ who nè có nghĩa là người ta định nghĩa cho cái từ person này các bạn rồi có nghĩa rằng nó đã xác định các bạn rồi và cái người cái người mà à, đưa ra cái số lượng tiền nhiều nhất sẽ mua được cái món này rồi thì họ nè à, sau đó trả các bạn rồi có nghĩa rằng thanh toán ở đây các bạn có cái từ pay bạn chọn có thể là for nha rồi pay for là thanh toán hoặc là trả cái tiền rồi ở đây bạn có cái từ check là ngân phiếu nha rồi ý nói rằng bằng ngân phiếu hoặc là thẻ tín dụng ha rồi, buy, check, in cash, chúng ta đã học rồi. Rồi. Thì nó là một cái ý tưởng cực kỳ uh, đơn giản ha. Rồi, ở đây nó là một ý tưởng cực kỳ đơn giản. Bạn sử dụng chữ ờ cho thầy. Ý tưởng này nó chưa có rõ ràng. Nói chung các bạn. Rồi. Uh, nhưng nó trở nên một cách rất là phổ biến của việc mua và bán nè. Thậm chí nếu bạn chỉ có một cái gì đó tiền bạn có thể uh, thường tìm thấy cái mà bạn muốn mua ở trên ebay hầu hết những mặt hàng này thì cái gì đó điều kiện tốt các bạn và ebay có gì đó uh, những cái người sử dụng rất là vui thì ở câu số 8 này theo như nghĩa của bài bạn sẽ điền cho thầy một cái chữ nào mà mang nghĩa là ít tiền các bạn bởi vì ở đây người ta nói rằng thậm chí nếu nè Thậm chí nếu bạn chỉ có một ít tiền thôi, thì a lot of là không đúng nha, là nhiều tiền không đúng các bạn. Phải kiếm cái chữ nào đó mà ít tiền á. Rồi, a bit of là ít tiền. Ở đây bạn không có dùng a little ha. Rồi, a little hoặc là a few of, à, không đúng các bạn. Ở đây là a bit of. Rồi, một ít tiền. Thì hầu hết những cái mặt hàng này, bạn có cái từ condition nè. Người ta đang kiểm tra các bạn á, là condition sẽ đi với giới từ gì. Ở đây các bạn chọn cho thầy là in nha. In good condition là trong những tình trạng tốt. Và eBay có rất nhiều cái người sử dụng uh, happy các bạn. Có nghĩa là mua được những món quà, món hàng mà mình ưng ý nha. Thì câu số 10. Ở đây bạn sẽ chọn cho thầy a lot of nha. Rồi a lot of. Có rất nhiều người uh, mua. May mắn. Rồi, à, chúng ta đã xong phần A các bạn. À, bây giờ chúng ta sẽ qua phần B nha. Rồi, thì phần B này chính là phần work form. Rồi, work form. Rồi, chúng ta sẽ làm. Rồi, câu đầu tiên các bạn. À, câu đầu tiên. Rồi, thầy chào Minh Trần nha. Rồi, thầy chào Minh Trần. Rồi, thầy chào Minh Trần nè. Rồi, Minh Trần làm một giây luôn ha. Rồi, chuẩn luôn nha. Rồi, à, câu phần 3 các bạn Đây, phần work form Rồi, phần work form nha Rồi, đây các bạn à, Tôi vừa mới make my à, Bạn sẽ cần một danh từ nha Bởi vì có chữ my các bạn Là decision Chính là tôi vừa mới make up my my Là tôi vừa quyết định các bạn Tôi sẽ mua cái màu xanh Rồi, bạn sẽ qua câu số 12 nha cái dress là cái đầm này rất là đẹp nhưng nó khá là ở đây ở lý đồ to lý đồ trạng từ các bạn ở đây các bạn sẽ sử dụng cho thầy một cái tính từ uh, expensive ha rồi tính từ expensive là đắt tiền còn in expensive là không đắt tiền rồi uh, câu số 13 các bạn tôi mới làm hư nè cái máy hát đĩa cd mới của tôi và bây giờ nó thì rồi nó thì use useful là có ít nha rồi useless nè là vô ích các bạn sau này bạn sẽ học thêm là unused các bạn hoặc là sẽ disuse nha rồi disuse mỗi cái nó có nghĩa khác khác nhau chút xíu các bạn rồi ở đây thì bạn chọn cái thầy cái từ useless là vô ích là không có xài được nữa các bạn ý là vậy nha trong quá khứ người giàu thường có cái gì đó để làm mọi thứ nè cho họ nè thì theo nghĩa của bài bạn sẽ cần điền một cái danh từ các bạn và ở đây các bạn có cái từ serve bạn nghĩ tới cái từ service là danh từ à, tuy nhiên service thì lại không hợp nghĩa các bạn có những dịch vụ để làm cho họ thì không đúng rồi bạn sẽ cần một cái danh từ chỉ người ở đây là servant các bạn và chúng ta thêm s vào À, cho nó hợp nghĩa ha. Có những cái người đầy tớ. Thêm S bởi vì rich people là nhiều người. Ở đây sẽ có nhiều người đầy tớ các bạn. Rồi, câu số 15. Chúng tôi đưa ra những sản phẩm chất lượng cao nhất. Ở cái giá. Giá là danh từ. Trước danh từ, bạn sử dụng cho thầy affordable nha. Rồi, các bạn lưu ý cho thầy là trong tiếng Anh khi bạn viết á, bạn đừng bao giờ xài cái giá rẻ nha bạn đừng bao giờ dùng chip ở tiếng Việt chúng ta nói vậy thôi các bạn tiếng Anh ta dùng cái từ affordable nè có nghĩa rằng giá uh, hợp lý hoặc người ta dùng cái từ reasonable các bạn rồi reasonable hoặc affordable không dùng chip có nghĩa rằng chip là kém chất lượng các bạn rồi bây giờ bạn sẽ qua câu số 16 ha cái một quảng cáo này thì gì đó tôi sẽ phàn nàn với giám đốc. Thì câu số 16, bạn sẽ cần một cái tính từ các bạn. Bản thân, chữ này đã là tính từ. Tuy nhiên, nó không hợp nghĩa các bạn. Rồi, bạn cần một cái tính từ ở trái nghĩa với nó nha. Là không đúng các bạn. Rồi, untrue ha. Sau này, các bạn học lên B2, các bạn còn biết từ trust, st ha. Rồi, mistrust, vân vân Rồi, trustful. Rồi, ở đây B1 các bạn nhớ như vậy thôi được rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 17 các bạn. Hãy cẩn thận với bức tranh đó, nó cực kỳ cẩn thận thì nó phải có giá trị các bạn. Ở đây bạn điền cho thầy cái từ valuable là tính từ là có giá trị nha. Một số bạn dùng cái từ vô giá luôn, invaluable là cực kỳ có giá trị luôn. Hai chữ này đều đúng nha. Rồi. Nhưng bạn điền cho thầy cái từ value list là sai nha. Từ value list này nó sẽ bằng với cái từ worth list. Có nghĩa rằng uh, cho không ai lấy các bạn là không có giá trị nha. Rồi. Tuy nhiên chỗ này nè, cái từ price list. Rồi, ba chữ này nghĩa tương đương nha. Đây, đây, đây. Còn chữ này có nghĩa rằng uh, cái này không có giá gì hết các bạn. Rồi không có giá gì hết có nghĩa rằng chả ai mua. Rồi. Rồi tóm lại câu số 17 bạn sẽ chọn hai chữ này cho thầy. Rồi bây giờ bạn sẽ qua câu số 18 nha. Rồi khi bạn cái gì đó giá cả của chúng tôi với cửa hàng khác, chúng tôi là rẻ nhất. Rõ ràng ở chỗ này bạn sẽ sử dụng cho thầy là compare là động từ các bạn. Và chúng ta sẽ không cần biến đổi các bạn, bởi vì theo nghĩa chúng ta cần động từ và nó là là động từ và nó là hiện tại luôn nha. Rồi, đúng các bạn. Rồi, bây giờ bạn sẽ qua câu tiếp theo là bạn sẽ qua câu số 19 nha. Rồi, bạn sẽ qua câu số 19. Đây chính là phần viết lại câu không đổi nghĩa các bạn. Rồi. Thầy thấy à, à Thanh Tú nè, đúng nè. Minh Trần đúng nè, Bình Minh. Đúng luôn. Thanh Tú đúng luôn, Bình Minh đúng luôn. Thanh Tú đúng luôn. Bình minh. Rồi thầy chào Thanh Tú nha. Rồi thầy chào các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 19 các bạn. Rồi ở đây. Bạn có thể cho tôi mượn một số tiền. Ít tiền. Cho tới uh, cuối tuần không. Bạn có thể cho tôi mượn chính là tôi có thể mượn tiền từ bạn không. Rồi. Ở trên len là cho mượn các bạn. Còn borrow là mượn nha. Tôi có thể mượn tiền từ bạn rồi câu số 19 bạn sẽ điện thế này nha à, Tuy nhiên phải có một ít tiền các bạn money rồi đây mượn tiền từ bạn nha Rồi bây giờ bạn sẽ qua câu số 20 tôi không thể quyết định được à, cái giày nào mà tôi thích nhất cái màu xanh da trời hoặc màu xanh lá cây thì có nghĩa rằng tôi không thể chọn các bạn các bạn có cái từ bịstream rồi tôi không thể chọn giữa à, cái dầy này và cái dầy này rồi bạn chọn cái thay là choose between là đủ nghĩa nha câu tiếp theo các bạn tại sao bạn không trả cái sweater cái áo len cho cái cửa hàng mà bạn đã mua nó từ rồi tại sao bạn không trả có nghĩa rằng tại sao bạn à, không đưa nó lại cái cửa hàng các bạn rồi không đưa lại cửa hàng ha có nghĩa rằng bạn take nè rồi the uh, sweater back rồi không mang cái áo len này trở lại cái cửa hàng nơi mà bạn lấy nó rồi chúng ta sẽ sử dụng take something back các bạn nha rồi câu số 22 các bạn nó thì rất là lo lắng khi bạn nợ tiền ngân hàng nó rất là lo lắng khi bạn A à, các bạn. Rồi in debt. Rồi các bạn sau này các bạn sẽ dùng thêm là get nè, in hoặc là into nha. Rồi debt cũng được các bạn. Rồi có nghĩa rằng mắc nợ nha. Rồi khi bạn mắc nợ ngân hàng. Rồi be in debt là mắc nợ nha. Câu 23, chúng tôi cần đi nhanh chóng hoặc cửa hàng sẽ đóng cửa. Rồi, chúng tôi cần để mà ở trên là go quickly mà bạn sẽ nghĩ tới cái từ nào đi với up có nghĩa rằng nhanh các bạn rồi các bạn có cái từ hurry up nè rồi là nhanh vội nha đừng có lộn với cái từ hungry các bạn hungry là đói bụng còn hurry up là nhanh rồi câu số 24 tôi trả cái đĩa CD rồi sử dụng tiền giấy nè no chính là tiền giấy các bạn và tiền xu và sau đó rời cửa hàng rồi, câu 24. Thì tôi trả cái đĩa CD bằng tiền mặt các bạn. Ở đây là in cash. Rồi, chúng ta đã học ha. In cash by check bằng ngân phiếu. Rồi. Thì no chính là tiền giấy, coin chính là tiền xu thì nó chính là tiền mặt đó các bạn, in cash ha. Rồi bây giờ bạn sẽ qua câu số 25. Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn về cái trung tâm mua sắm mới. Rồi. Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn về cái trung tâm mua sắm. Tôi nghĩ rằng bạn bạn thì Ron ha. À, người ta cho chúng ta tính từ Ron Các bạn nghĩ ngay tới to be wrong. Rồi, ờ bao. Rồi, bạn thì không có đúng về cái trung tâm mua sắm mới. Rồi, câu 26 các bạn là họ có cho thuê xe ở đây không? Rồi, họ có cho thuê xe ở đây không? Rồi. Thì ở đây người ta cho các bạn cái từ rent này nè và viết lại các bạn. Thì các bạn không được viết giống họ ha. Không được viết giống họ các bạn. Rồi, chúng ta viết cách khác. Cost for rent. Rồi, for rent các bạn. Rồi, có cho thuê xe ở đây không? Rồi, bạn viết thế này rồi chúng ta đã viết câu xong bây giờ chúng ta sẽ qua phần à, ngữ pháp các bạn nha rồi chúng ta sẽ qua hai phần ngữ pháp rồi chúng ta sẽ qua hai phần ngữ pháp các bạn rồi thầy thấy à thanh tú nè rồi bị lắc ha rồi rồi có thể là mạng nhà thầy nó yếu rồi có chắc là do mạng nhà thầy nó yếu rồi rồi câu số 27 các bạn à, thầy có quay lại video nha nó rõ các bạn thầy sẽ bỏ youtube cho các bạn theo dõi nha bạn nào bị lắc thì theo dõi youtube của thầy thì tôi nghe có một cái cửa hàng các bạn đây một cái cửa hàng ở thị trấn nè thì thị trấn có rất nhiều cửa hàng chúng ta không biết cái cửa hàng nào chúng ta nói chung nha đây à, các bạn chưa xác định được rồi chúng ta hãy xem à, cái gì mà họ có nha rồi, tôi không có tiền nè Vì vậy tôi phải đợi để mà lấy một cái áo khoác mới Thì tiền ở đây là không đếm được các bạn Rồi, các bạn chọn cho thầy từ much nha Chỉ có much thôi, nó mới đúng các bạn Rồi, câu số 29 Nó thì rất đắt tiền Để gửi một người lên sau họ ha Rồi, sau họ không có đờ các bạn Chúng ta học rồi, không có đờ Tôi không biết nhiều về máy tính các bạn Tôi hỏi cái người trợ lý nè For lời khuyên không đếm được không đếm được thì chỉ có thể là câu D và câu A các bạn. Câu A thì phải có từ off nha. Rồi câu 31 trong cái suy nghĩ của tôi cái gì đó rất là thân thiện các bạn. đờ cộng tính từ ra người. Ở câu C này các bạn, the Chinese là người Trung Quốc nha. đờ cộng tính từ ra người. Câu 32 thì cha phải đi tới nè, go to work không có mạo từ. ờ in the nha lưu ý thầy. Câu 33, cái gì quan trọng hơn, tiền hay môi trường? Rồi, môi trường có chữ đờ cho thầy. Rồi, tiền hay môi trường nha. Rồi, đi environment. Môi, môi trường có đờ các bạn. Rõ ràng là nó là cửa hàng máy tính lớn nhất ở châu Âu. Rồi, ở châu Âu. Uh, in Europe. Cái châu này không có đờ ở đây các bạn nha. Rồi, in Europe, in Asia không có in the, uh, the Asia rồi, in Asia rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 35 nha rồi câu số 35 thì chúng ta hãy add các bạn rồi add up có nghĩa là cộng lại à, xem cái mà chúng ta đang mua để xem liệu chúng ta có đủ tiền không rồi câu 36 các bạn bóp nè nhiều tiền uh, trong kinh doanh và kiếm lời rồi thì ở đây chi tiêu, đầu tư, tiết kiệm, sở hữu. Bạn sẽ chọn cái thay là invest các bạn nha. Rồi, 36 bạn chọn thay là invest. Ờ, đầu tư nhiều tiền in nè trong cái doanh nghiệp của anh trai mình. Tài chính đầu tư. Rồi tôi tiết kiệm tất cả các tiền túi của tôi để mua cái PlayStation. Ở đây bạn có cái từ save nè. Nó sẽ đi với cái từ up, tiết kiệm tiền các bạn nha. Rồi save up rồi câu số 38 thì ông lão các bạn thúc the book lấy quyển sách cái gì đó từ cái kệ và nhìn vào cái giá. Rồi thúc down các bạn là lấy xuống nha. Rồi chúng ta có check up là chọn sở thích, chọn thể thao để chơi vân vân. Rồi câu 39 các bạn, tôi không thể bán cái tạp chí cũ của tôi, vì vậy ai give them away là cho đi các bạn. Rồi ở đây là gave them away là cho đi. Tôi đưa cho người phục vụ năm một cái tờ bạc các bạn, tờ giấy, tờ tiền giấy 50 euro và đợi cho cái tiền thối của tôi, cái sự cung cấp của tôi, cái tiền mặt của tôi, chi phí của tôi. Thì ở đây đợi cho cái tiền thối các bạn nha. Rồi, tiền thối là hợp lý nhất các bạn. 40 các bạn chọn có ai thay. Thì Home Lovers có rất nhiều cái gì đó nè trong việc bán hàng của họ vào năm nay có rất nhiều món nợ, có rất nhiều uh, tài sản ha, có rất nhiều hàng giảm giá nè, có rất nhiều phí. ở đây bạn chọn thầy từ bargains các bạn. rồi, có nghĩa rằng những cái mặt hàng mà bán giảm giá trong cái việc bán hàng giảm giá nè, bargains là việc là hàng mà được giảm giá các bạn. rồi những cái này là phi phí nha, phí nè, uh, tài sản, món nợ không nghĩa các bạn. tôi thường dành hết tiền mà tôi có À, kẹo và video game Rồi Kẹo và video game các bạn Thì ở đây à, Bạn sử dụng cho thầy Chữ nào đi từ spend nè Rồi Bạn chọn cho thầy on nha Rồi Tôi dành hết tiền à, Chi tiêu à, Kẹo và video game Rồi Chúng ta đã xong à, Cái review số 5 các bạn bây giờ chúng ta sẽ qua cái review